và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's vừa nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ tích cực sang ổn định nhờ việc sử dụng lao động và nguồn vốn trong nền kinh tế ngày càng hợp lý. Sắp đến thời hạn các bộ ngành phải báo cáo chính phủ kết quả rà soát dự kiến cắt giảm ở mức tối thiểu là 50% điều kiện kinh doanh, ví dụ từ lĩnh vực hàng hải. Xuất khẩu hoa quả tươi của Việt Nam sang các thị trường khó tính là việc không dễ dàng. Câu chuyện về trái thanh long Việt Nam sau 9 năm vào thị trường Nhật Bản hiện đang chịu sự cạnh tranh rất lớn. Xin được mở đầu bản tin với thông tin vui cho nền kinh tế của Việt Nam. Thưa quý vị, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's vừa nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ mức B1 lên BA3, điều chỉnh triển vọng từ tích cực sang ổn định. Moody's cho biết mức xếp hạng BA3 phản ánh tiềm năng tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Việt Nam nhờ việc sử dụng lao động và nguồn vốn trong nền kinh tế ngày càng hợp lý. Nợ chính phủ cũng đang giảm dần nhờ kỳ hạn trái phiếu dài và giảm phụ thuộc vào nợ bằng ngoại tệ. Hoạt động của hệ thống ngân hàng gần đây đã cải thiện và được kỳ vọng duy trì. Tổ chức này nhận định sức mạnh kinh tế của Việt Nam là sự kết hợp từ cả tăng trưởng và sức cạnh tranh cao khi đang trong quá trình chuyển dịch sang các ngành có giá trị gia tăng cao. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến thời hạn các bộ ngành phải báo cáo chính phủ kết quả rà soát dự kiến cắt giảm ở mức tối thiểu là 50% điều kiện kinh doanh. Là một trong những bộ ngành ở top đầu, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến sẽ cắt giảm hơn 67% các điều kiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Tháo gỡ được những rào cản ngay từ lúc bắt đầu bước chân vào thị trường, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ chút bỏ được không ít những gánh nặng, chi phí phát sinh và ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong lĩnh vực hàng hải. 5 tỷ đồng là số tiền doanh nghiệp vận tải biển buộc phải ký quỹ vào ngân hàng để đảm bảo quyền lợi cho thuyền viên khi tàu gặp sự cố ở nước ngoài. Dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển mới cho phép doanh nghiệp có thể mua bảo hiểm thuyền viên thay vì phải ký quỹ. Như vậy, không phải chôn chân một khoản tiền trong ngân hàng, doanh nghiệp có thể trang trải cho những khoản chi phí đầu tư khác. Nếu như mà phải nộp 5 tỷ đồng cho một cả một cái khoảng thời gian rất dài mà gần như là từ khi thành lập cho đến khi không hoạt động nữa thì như vậy thì rất là lãng phí một cái nguồn tài chính mà phải đưa vào ký quỹ. Còn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định trước đây yêu cầu doanh nghiệp phải sở hữu ít nhất một con tàu mới được phép khai thác vận tải biển, thì nay chỉ cần thuê, doanh nghiệp cũng có thể tham gia hoạt động. Như vậy, gánh nặng về chi phí đầu tư và cạnh tranh sẽ được tháo gỡ. Ở Việt Nam, 50% doanh nghiệp là thương mại dịch vụ, thì họ chuyên thuê tàu, thì họ không có sở hữu. Bây giờ quy định sở hữu thì là tự nội địa của mình làm khó nhau, thị trường sẽ bị ảnh hưởng, quốc tế sẽ vào có thể chiếm lĩnh thị trường nội địa của mình. Bên cạnh đó, một số điều kiện trong lĩnh vực đào tạo hàng hải như việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo hay áp cứng tỷ lệ học viên trên một giảng viên cũng được bãi bỏ. Điều này giúp các đơn vị giảm kinh phí đầu tư, đồng thời giảm chi phí lương đối với giảng viên cơ hữu thuê theo hợp đồng. Bỏ đi những cái quy định là phải có 50% giảng viên cơ hữu trong một cái cơ sở đào tạo. Rồi thứ hai nữa là số lượng học viên trên một giảng viên là 25, thì cái điều này đã được quy định rất là rõ ở trong luật giáo dục đại học và những luật có liên quan rồi. Theo đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, việc rà soát đề xuất cắt giảm hơn 65% điều kiện kinh doanh không có nghĩa là sẽ buông lỏng quản lý, bởi thay vì đặt ra các điều kiện khi doanh nghiệp tham gia vào thị trường thì nay sẽ chuyển sang hậu kiểm. Kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, cải cách các cái cơ chế kiểm soát để nhằm đáp ứng tốt hơn nữa cái yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với cái đơn vị này trong quá trình mà cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng như sau khi triển khai. Cũng theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, tháo gỡ những rào cản về gia nhập thị trường và tuân thủ trong quá trình hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp chút bớt nhiều gánh nặng về chi phí để tập trung cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nếu vi phạm, doanh nghiệp cũng sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí rút giấy phép kinh doanh. Tiếp nối chuỗi sự kiện trong lễ hội Nhãn Lồng Hưng Yên 2018 diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 8, hàng chục gian hàng của các nông trại từ khắp nơi ở Hưng Yên đã tập trung tại quảng trường Nguyễn Văn Linh để trưng bày giới thiệu các sản phẩm tốt nhất của mình tới khách hàng và đối tác trong và ngoài nước. Phóng viên thời sự có mặt tại sự kiện thông tin chi tiết tới quý vị. Năm nay được coi là một năm được mùa của nhãn Hưng Yên, với hơn 3.800 hectare nhãn đang cho thu hoạch, với sản lượng dự kiến đạt 41.000 tấn, tăng 30% so với năm ngoái. Các sản phẩm nhãn đặc sản của tỉnh Hưng Yên như nhãn chất Hưng Chi, nhãn đường vành Tiên Lữ hay nhãn mộ Khoái Châu
đều đang được trưng bày tại hơn 50 gian hàng tại hội chợ. Các sản phẩm này đều có hương vị rất là độc đáo và riêng biệt. Và đặc biệt hơn nữa, các thương hiệu đều có chứng nhận xuất xứ, giúp cho việc đặt hàng và xuất khẩu trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên mình đến lễ hội nhãn và mình đã thưởng thức qua các gian hàng ở đây và mình thấy rất là ngon. Ngon, ngọt và quả thì rất là bắt mắt, rất là đẹp, mẫu mã đẹp. Và mình thấy là lễ hội ở đây tổ chức rất là công phu. Tỉnh Hưng Yên năm nay đẩy mạnh về sản xuất nhãn đạt tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh và tạo dựng thương hiệu cho đặc sản này dựa vào những công nghệ mới nhất. Chúng tôi mang đến đây một cái công nghệ mới nhất trên thế giới hiện nay, đó là công nghệ xác thực bằng con chip. Thì đối với công nghệ cũ hiện tại đang lưu hành trên thị trường là công nghệ QR code và công nghệ mã vạch, thì nó còn rất nhiều những lỗ hổng bảo mật mà chúng tôi đã nghiên cứu đưa ra thị trường là công nghệ con chip mà kết nối bằng NFC, bằng thao tác chạm điện thoại vào. Từ cái thao tác chạm điện thoại này nó sẽ truy xuất được cái vị trí cũng như là xác thực được cái nguồn gốc của sản phẩm. Theo thông tin từ ban tổ chức, đến nay đã có hơn 100 đơn hàng tiêu thụ nhãn được ký kết cả trong và ngoài nước. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 13 tháng 8. Cách đây hơn 200 năm, cùng với chè tuần, gạo dê ăn cựu, nhãn lồng kim long, bưởi thanh trà thủy biều đã trở thành sản vật cung tiến triều đình nhà Nguyễn. Và thanh trà Huế, loại quả đặc sản được ví như là bưởi năm roi, đã được tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ năm 2005. 13 năm qua, thì với nỗ lực của chính quyền nhân dân địa phương, thanh trà Huế đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường với chất lượng và năng suất cao. Gia đình anh Cường đã mạnh dạn chuyển đổi 2.500 m² đất canh tác từ trồng rau màu sang trồng bưởi thanh trà. Việc xây dựng thương hiệu thanh trà Huế đã góp phần nâng cao đời sống gần 900 hộ dân tại phường Thủy Biều với thu nhập trung bình 160 triệu đồng một hecta. Hưởng ứng chủ trương một cách triệt để và sẵn sàng để cải tạo về vườn tạp của mình để tiến hành trồng thanh trà cho đến nay, và đã tạo dựng thanh trà hiện nay cũng là tương đối là vững vàng, tạo cho nguồn kinh tế của dân càng ngày càng đi lên. Ở Huế, thanh trà Thủy Biều là ngon nhất bởi nơi đây là vùng đất bán sơn địa, khu vực thượng lưu sông Hương, nơi có lượng phù sa lớn, phát huy thế mạnh đặc sản thanh trà của địa phương. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, tổ chức mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Địa phương cũng đang định hướng là bảo tồn và phát triển, bởi vì cây thanh trà này chỉ phát triển trên một số chất đất mà đảm bảo. Chúng tôi mong muốn tỉnh, mong muốn các cấp ngành xem xét để làm sao tạo điều kiện nghiên cứu để cho cái sự phát triển của thanh trà của Thủy Biều nói riêng và thanh trà chung của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mùa thu hoạch thanh trà ở Thủy Biều sẽ đón du khách vào rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Năm nay, lễ hội thanh trà Thủy Biều sẽ đón du khách vào ngày 30 tháng 8 dương lịch. Hiện mỗi năm Việt Nam đã xuất khẩu được khoảng 1,5 triệu tấn thanh long, trong đó từ 15 đến 20% sản lượng tiêu thụ trong nước. Ngoài các thị trường truyền thống xuất khẩu thanh long như là Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Hà Lan và Đài Loan, thì thanh long còn được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như là Mỹ, Ý, Nhật Bản và Singapore. Sản phẩm thanh long lưu thông trên thị trường chủ yếu là ở dạng trái tươi. Hoa quả tươi tìm được đường xuất khẩu đã khó, nhưng đứng vững được ở những thị trường khó tính lại càng là vấn đề lớn hơn. Ví dụ, từ quả thanh long Việt Nam đã vào thị trường Nhật Bản 9 năm nay và hiện cũng đang chịu sự cạnh tranh rất lớn. Chợ đầu mối Ota, chợ lớn nhất khu vực Tokyo, nơi mà đón những trái thanh long Việt Nam đầu tiên vào Nhật Bản cách đây 9 năm. Đến nay, không doanh nghiệp nào trong chợ Ota không biết đến quả thanh long của Việt Nam do lượng nhập khẩu tăng dần qua các năm. Công ty Nikko Food là một trong những công ty đầu tiên nhập quả thanh long của Việt Nam và Nhật Bản. Nhưng đến nay thì đã có nhiều công ty tham gia nhập khẩu thanh long của Việt Nam. Năm 2013, lần đầu tiên công ty chúng tôi nhập khẩu thanh long Việt Nam vượt ngưỡng 1.000 tấn. Các năm sau đó, từ 2013 đến nay, chúng tôi tăng lượng nhập khẩu lên mức khoảng 1.300 tấn một năm. Tôi thấy thanh long Việt Nam có độ đường cao nhưng hơi nhạt, nên nếu nông dân thu hoạch chậm đi khoảng một tuần, có thể sẽ cho vị ngọt tốt hơn. Hầu hết các hoa quả tươi của Việt Nam, trong đó có quả thanh long, trước khi nhập khẩu vào Tokyo thì phải thông qua chợ đầu mối này. Các nhà nhập khẩu sẽ bảo quản hoa quả trong những kho đông lạnh trước khi được phân phối đến các nhà bán lẻ tại khu vực Tokyo. Thanh long Việt Nam chiếm thị phần 70% tại Nhật Bản, tiếp đó là thanh long của Mỹ và Philippines. Các sản phẩm hoa quả nhiệt đới có khả năng tiêu thụ cao tại Nhật Bản, tuy nhiên phải đảm bảo đúng các điều kiện khắt khe, nhất là về an toàn thực phẩm.
chất lượng về hình thức. Hình thức là phải đồng đều và độ tươi, giữ độ tươi. Theo đánh giá của các công ty bán lẻ, do khẩu vị thích hoa quả ngọt của người Nhật nên sức cạnh tranh của trái thanh long đang bị yếu hơn so với các loại hoa quả có độ ngọt tốt như xoài, đào. Nếu tăng được vị ngọt của trái thanh long Việt Nam thì mức tiêu thụ sẽ tốt hơn nhiều. Trong phần tiếp theo của bản tin, xu hướng sử dụng vật liệu xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung cấp vật liệu xây dựng xanh hiện còn hạn chế. Hoạt hình của Việt Nam đã có những bước chuyển mình nhờ sự vào cuộc của những người trẻ thay đổi về mặt nội dung và công nghệ. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, dự báo mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu, Châu Đốc, tỉnh An Giang sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Hiện tượng này do lũ thượng nguồn sông Mekong về kết hợp với đợt triều cường vào cuối tháng 6 âm lịch vừa qua. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên nhanh và diễn biến phức tạp. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao, cống sung yếu là rất cao. Đặc biệt đối với trên 120.000 ha lúa hè thu và hơn 6.000 ha rau màu của nông dân chưa thu hoạch được. Miền Trung là địa bàn có mật độ các hồ thủy điện lớn nhất cả nước. Mùa mưa đến, các hồ đập thủy điện luôn là nỗi lo lắng của người dân. Riêng tại Quảng Nam, không tính 18 hồ thủy lợi lớn, tỉnh này có hơn 40 công trình thủy điện ở thượng nguồn. Và thời điểm này, ngoài việc là chống hạn, đảm bảo đủ nước tưới cho hoa màu vụ hè thu, thì tỉnh Quảng Nam cũng đã phải lên kế hoạch chống lũ. Toàn bộ 18 hồ thủy lợi trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Nam vừa trải qua được kiểm tra kỹ lưỡng, đồng thời với đó là kế hoạch duy tu sửa chữa nhằm tăng khả năng chống chịu của các công trình thủy lợi. Cho đi kiểm tra là toàn bộ cái hệ thống công trình để phát hiện ra những chỗ nào mà nó không an toàn trong cái mùa phòng chống lũ bão là chúng tôi tiến hành cho sửa. Thì hiện nay là có những hạng mục là chúng tôi cũng đã sửa rồi. Quảng Nam có 4 hồ thủy điện lớn gồm A Vương, sông Bùng 4, Đắc Mi 4 và sông Tranh 2 với gần 2 tỷ mét khối nước. Để có đủ dung tích chứa lũ, các thủy điện đang tăng cường phát điện nhằm giảm tối đa lượng nước còn lại trong hồ. Trong thời gian gần đây thì cũng có mưa, thì cũng tiếp tục theo dõi để có cái sự vận hành điều tiết mực nước hồ đảm bảo theo quy trình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đảm bảo tới đầu mùa lũ là cấp mực nước hồ phải về mực nước tối thiểu để sẵn sàng vận hành trong mùa lũ. Riêng thủy điện sông Tranh 2 từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 12 trận động đất bất thường. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam giám sát chặt chẽ độ an toàn đập thủy điện này. Quảng Nam thì có thủy điện sông Tranh 2, nó cũng nằm trong cái vùng mà ảnh hưởng bởi cái khả năng động đất. Thì thời gian vừa qua cái động đất cũng diễn ra tương đối nhiều. Thì tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị chỗ viện vật lý địa cầu cũng sẽ có những cái khuyến cáo rất cụ thể về cái ảnh hưởng đối với cái khu vực người dân ở đây. Tỉnh Quảng Nam đang yêu cầu các chủ hồ thủy điện lắp đặt các trạm quan trắc thủy văn với mục đích cung cấp thông tin chính xác về lưu lượng nước về hồ, dự báo được đỉnh lũ để tính toán phương án xả lũ. Rút kinh nghiệm từ việc các thủy điện đồng loạt xả lũ trong mùa mưa 2017 và sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông Bùng 2 vào năm 2016, tỉnh sẽ hoàn thành việc kiểm tra các hồ đập thủy lợi thủy điện trước ngày 31 tháng 8 tới đây. Hãng Toyota vừa công bố triệu hồi hơn 11.000 xe Corolla, Vios và Yaris bán tại thị trường Việt Nam được sản xuất trong năm 2013. Việc làm này để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước. Trong hơn 11.000 xe này thì Corolla và Vios đều là loại lắp ráp trong nước, trong khi Yaris là nhập khẩu nguyên chiếc. Toyota sẽ kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí cụm bơm khí này cho tất cả các xe nằm trong diện ảnh hưởng tại các đại lý, chi nhánh đại lý của Toyota trên toàn quốc. Ngoài ra, Toyota cũng sẽ thực hiện chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế nếu cần cảm biến túi khí trên 372 xe Toyota Corolla sản xuất trong thời gian từ ngày 16 tháng 12 năm 2015 đến ngày 15 tháng 2 năm 2016. Hiện nay, việc phát triển công trình xanh vẫn đang gặp khó bởi nguồn cung cấp trên vật liệu xây dựng xanh còn hạn chế. Tìm giải pháp cho xây dựng xanh là một trong những chủ đề của hội thảo xu hướng sử dụng vật liệu xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam vừa được tổ chức vào ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội. Đây là những công trình sử dụng vật liệu xanh. Đơn vị cung cấp vật liệu cho biết, việc sử dụng vật liệu xanh có thể làm đội chi phí, song về lâu dài thì lại có nhiều lợi ích. Ngay từ những
Thời gian đầu thì chúng tôi đã có cái định hướng để mà phát triển cái vật liệu có cái tính thân thiện môi trường. Cái đầu tư ban đầu thì có thể bị tăng từ 10 cho đến 20% tùy cái việc sử dụng vật liệu. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận một cách lâu dài, việc mà sử dụng các sản phẩm xanh thì sẽ đem lại cái tiết kiệm năng lượng cho cái tòa nhà, những cái công trình từ 20 cho đến 30% cái năng lượng mà sử dụng. Tôi cho là đầu tư vật liệu là cái sẽ là một cái yếu tố quyết định cái việc mà cái hiện thực của chúng ta ở Việt Nam có thực hiện đúng được những cái công trình mà đạt tiêu chí xanh hay không. Thì các nhà vật liệu thì sản xuất đầu tư vật liệu và những nhà đầu tư thì tôi cho là họ cũng rất là quan tâm. Cái công trình xanh tiết kiệm năng lượng thì Việt Nam cũng đã thực hiện từ năm 2007. Và nhưng mà trong hơn 10 năm thì hiện nay có khoảng độ gần 60 công trình thì đạt giải công trình xanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc sử dụng các loại vật liệu xây dựng xanh vẫn chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam bởi nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là tiêu chuẩn vật liệu xanh chưa được ban hành cụ thể trong các văn bản pháp luật. Về phía cơ chế chính sách nhà nước thì chính phủ đã ban hành nghị định 24A, thì trong đó có một cái chương 5 là nói riêng về cái việc phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên và tiết kiệm năng lượng. Thế nhưng mà theo tôi, để đi đến tiêu chuẩn hóa cho một công trình dùng vật liệu thì cũng cần phải có những cái quy định cụ thể để cho nó phù hợp với điều kiện Việt Nam, thì cái đấy là cái phải có thời gian nghiên cứu, giảm bớt những các cái giải pháp mà có liên quan tới tiêu hao năng lượng truyền thống, thí dụ như là tiêu hao điện năng cho hệ thống điều hòa không khí, cho hệ thống ánh sáng, và giảm được cái đó thì chúng ta sẽ góp phần đẩy mạnh được cái tác động tích cực cho công trình xanh tới với các trong xây dựng của con người. Trước sự biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, việc sử dụng các vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng là xu hướng phát triển tất yếu. Từ đó góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 mà chính phủ đã ban hành. Quý vị, đằng sau lưng tôi đây ạ là hình ảnh về chú khỉ Mơn Ta, nhân vật chính trong loạt phim hoạt hình Mơn Ta trong giải Ngân Hà Kỳ Cục. Đây là tác phẩm đầu tay của hãng phim hoạt hình Vintata, cũng chính là bộ phim hoạt hình Made in Việt Nam đầu tiên vừa được công chiếu ở các rạp. Việc bộ phim đến được với khán giả ở các rạp dù mới chỉ là chiếu miễn phí thử nghiệm trong vòng một tuần tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng đã đủ làm nức lòng những người làm phim hoạt hình Việt Nam và cả những khán giả đã phải chờ đợi rất là lâu để được thấy một phim hoạt hình Việt Nam ra rạp. Đây là một trong những cuộc thi. Vintata đã đầu tư không nhỏ cho kịch bản của Mơn Ta, kể cả việc mời biên kịch hoạt hình nổi tiếng thế giới Jeffrey Scott. Đây vốn là khâu quan trọng nhất để làm nên thành công của bất cứ bộ phim nào. Từ câu chuyện về chuyến du hành của chú khỉ Mơn Ta đến các hành tinh để thực hiện nhiệm vụ do đầu bếp vũ trụ giao phó, nhóm làm phim Vintata đã chứng minh rằng chỉ bằng cách tư duy nội dung hoàn toàn mới, bắt kịp xu hướng phim hoạt hình quốc tế mới có thể đưa hoạt hình Việt Nam đến gần với khán giả. Tôi nghĩ đây là một cái câu chuyện mà nó rất là hài hước đấy, và nó có rất là nhiều cái tính quốc tế trong này. Đấy, tại vì các bạn này đang du hành ở trên những cái giải Ngân Hà Kỳ Cục. Đấy, cho nên là các bạn ấy đến những cái địa điểm mà tôi cho rằng là nó rất là mới. Đấy, mình không còn ở những cái đồng quê hoặc là những cái bối cảnh mà nó quá là quen thuộc nữa. Những ý tưởng táo bạo có phần kỳ cục của Mơn Ta khởi nguồn từ nhóm tác giả The Whale Hunters. Nhóm có 4 thành viên và đều không có chuyên môn về hoạt hình. Theo họ, chính sự hồn nhiên của những kẻ ngoại đạo là sự phá cách cần thiết để một kịch bản gây ấn tượng với nhà sản xuất. Cái ngây ngô đó cũng là một cái lợi thế, tại vì mình sẽ phá bỏ những cái rào cản mà hay thấy ở phim hoạt hình Việt Nam. Ví dụ như là mình bỏ những cái về những cái bài học giáo huấn hay là những cái mô típ thường thấy ở phim Việt Nam, thì cái đó tụi em vượt qua nhờ cái sự không chuyên của mình. Phim hoạt hình Việt Nam đầu tiên ra rạp còn được đầu tư kỹ lưỡng ở phần kỹ xảo hình ảnh. 70 họa sĩ làm việc liên tục trong 6 tháng với tốc độ hoàn thiện 7.200 bức tranh mỗi tuần.
Đây vừa là một kỷ lục chưa từng có, vừa thể hiện quyết tâm làm ra được một sản phẩm hoạt hình chuẩn hình ảnh quốc tế của Vintata. Chắc hẳn là không nhiều người biết rằng giám đốc Nguyễn Phi Phi Anh của hãng hoạt hình Vintata là một người trẻ thuộc thế hệ 9X. Chúng ta có thể thấy những tín hiệu tích cực từ đây khi mà hoạt hình của Việt Nam đã xuất hiện những nhân tố trẻ. Đó là những công ty sản xuất tư nhân, những nhóm nhỏ. Họ khó khăn cả về vốn, công nghệ lẫn nhân sự. Nhưng các tác phẩm của họ dù mới chỉ được phát hành miễn phí trên Facebook hay là YouTube, nhưng cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem. Có thể nói, hoạt hình Việt Nam đã dần trở thành cuộc chơi mới của những người trẻ tuổi. Đuốc Mồi Việt Sử Kiêu Hùng là một nhóm làm phim 9X như vậy. Phần phim mới nhất của nhóm là Lý Thường Kiệt Đại Chiến Ung Châu Thành mới phát hành hồi cuối tháng 7 đã thu hút gần 200.000 lượt xem trên Facebook. Tụi mình liên tục thể nghiệm rất là nhiều cái phong cách vẽ. Sự thật là ở Việt Nam á, cũng chưa có một cái quy trình làm phim hoạt hình nó hoàn toàn chuyên nghiệp giống như là bên Nhật hay là Disney của Mỹ. Tụi mình cũng đang mò mẫm thôi. Vì tự mày mò mà có khi chỉ một đoạn hình ảnh có 20 giây mà nhóm đã mất tới 1 tháng để thực hiện xong. Ngay cả kỹ thuật frame by frame 12 hình một giây của hoạt hình truyền thống với nhóm vẫn là sự mơ ước và vẫn phải tiếp tục học để làm. Cái việc khó khăn nhất ở đây là tụi em dám thử nghiệm những cái mới, tại vì có một số cái trước giờ tụi em chưa từng làm nhưng vẫn cố gắng làm thử, và có khả năng thì nó không cao cấp giống như những cái trình độ của phim nước ngoài, nhưng mà nó cũng đạt được một cái mục tiêu mà tụi em đặt ra. Tôi nghĩ là tại sao là mình không cố gắng nỗ lực làm phim hoạt hình lấy giá trị về con người Việt Nam, rồi có thể là tự làm theo cái phong cách hoàn toàn của riêng mình với cái nội dung của riêng mình và làm sau đó để mà thế giới biết tới mình. Chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, số lượng những nhóm hoạt hình độc lập như Đuốc Mồi đã tính đến con số 10. Chưa kể, không khó để tìm ra những xưởng gia công hoạt hình của Đức, Nhật, Pháp với sự tham gia của nhiều họa sĩ hoạt hình Việt Nam trong các vai trò khác nhau, từ họa sĩ thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật, đồ họa. Điều đó cho thấy tiềm năng để phát triển hoạt hình Việt Nam là lớn. Cái mà những người trẻ cần đó là cơ hội. Vâng, rõ ràng, tiềm năng lớn nhưng bị phim hoạt hình ngoại áp đảo, chưa được đầu tư mạnh mẽ, khâu quảng cáo cũng ít được chú trọng. Đó là những tồn tại của phim hoạt hình Việt Nam, dù là nội dung hay là công nghệ nhân sự đã được cải thiện như chúng tôi vừa đề cập trong các phóng sự trên. Những tồn tại này có lẽ không thể khắc phục trong ngày 1, ngày 2. Thế nhưng, ít nhất lúc này, chúng ta đã thấy nhiều tín hiệu đáng mừng khi phim hoạt hình Made in Việt Nam chiếu rạp đã bắt đầu triển khai hứa hẹn những bước chuyển mình mạnh mẽ của phim hoạt hình Việt Nam. Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết. Bản tin thời sự trưa của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong bản tin 21 giờ tối nay.